Trước tiên xin kính chào anh chị em trong cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Thì do các anh chị em tham gia vào chương trình này cũng đã được hơn 500 anh chị em chỉ trong vòng có một tuần mà AZFIN đưa ra cái chương trình này. Qua đó có thể thấy được rằng là anh chị em rất là quan tâm đến cái việc tích sản cổ phiếu và mục đích là tự do tài chính. Tuy vậy thì không phải anh chị em nào cũng nắm vững hiểu rõ hoàn toàn về cái chương trình này. Chính vì thế hôm nay ta sẽ ngồi lại với nhau trong cái chương trình này để giải đáp mọi vấn đề về tích sản cổ phiếu và tự do tài chính. Thì tôi xin trình bày qua một chút về một số cái câu chuyện như sau. Đầu tiên, xin hỏi anh chị em, chúng ta hãy cùng tư duy với nhau nhé. Thế mục đích đầu tư chứng khoán của chúng ta là gì? Đó, là gì ạ? Một là chúng ta kiếm vài đồng mua sữa cho con hẳn ạ. Hay mục đích của chúng ta này để ngày ngày giờ giờ phút phút nhìn bảng điện tử, bám bảng điện tử, và khi nó lên xuống thì mình cứ lo lắng, cứ bồn chồn, đúng không ạ? Ô nó lên một chút rồi bán không nó xuống, đúng không? Ô nó xuống mất rồi phải cắt lỗ đi, không nó lại lỗ thêm bây giờ, đúng không? Hay là mục đích của chúng ta là hôm nay mua con này và mai bán con kia. Hay là mục đích của chúng ta là hôm nay tăng hay hôm nay giảm, đặt cược như thế nào, đúng không? Hay mục đích của chúng ta ô lãi 1%, 2% hay 10% rồi chúng ta bán đi. Đó. Thì nếu các anh chị mà có mục đích như thế này ấy, thì kết cục đây là tất yếu. Thì cái này không phải là phụ dọa đâu ạ. Nếu những anh chị nào F0 thì chắc chắn là các anh chị cũng đã chưa từng trải rồi. Nhưng những người ở đây nếu mà đầu tư nhiều hơn 1 năm xem, 2 năm xem, đó là một cái nghiên cứu hoàn toàn chính thống. Năm 2017 chúng tôi thực hiện nghiên cứu ở một công ty chứng khoán lớn top 4 Việt Nam. Đó là 95% nhà đầu tư thua lỗ, kể cả thị trường chứng khoán có lên. Thứ hai là vòng quay bình quân một nhà đầu tư là 2 năm, tức là từ khi các bạn mở tài khoản, các bạn giao dịch chứng khoán đến khi các bạn thua lỗ, các bạn bỏ thị trường là đúng 2 năm. Tiếp theo, vậy người chiến thắng ở đây là ai? Đúng không ạ? Ở trên là kết cục nếu chúng ta suy nghĩ một cách ngắn hạn, suy nghĩ một cách gọi là coi cái chứng khoán là một kênh đánh bạc, sấp ngửa, ngày nay mua ngày mai bán, đúng không ạ? Tôi xin hỏi quý vị rằng, quý vị mua doanh nghiệp lắm, quý vị cho rằng tôi mua vì doanh nghiệp này tốt, doanh nghiệp này sẽ có triển vọng tốt, làm ăn sẽ ok. Nhưng quý vị thử có bao giờ nghĩ rằng quý vị mua hôm nay 3 ngày sau, 5 ngày sau kết quả doanh nghiệp có thay đổi không? Liệu có thay đổi không ạ? Đúng không ạ? Để quý vị và các bạn một mình tăng lương đi chăng nữa thì quý vị cũng thường phải mất 6 tháng đến 1 năm để lại nhanh, thì quý vị mới có thể tăng lương được. Tương tự, mua một doanh nghiệp vì nền tảng nó tốt, để nó mang lại hiệu quả cho mình, thì tất nhiên chúng ta phải đợi hàng năm, thậm chí nhiều năm, thì khi đó nó mới phản ánh được, đúng không ạ? Hòa Phát, để xây dựng được một cái nhà máy dung quất to lớn như thế này, nếu không phải Hòa Phát mà là Formosa chẳng hạn, thì họ xây từ năm 2007-08 và đến 2017 họ mới có sản phẩm, tức là mất 10 năm liền. Ông Hòa Phát ông nhanh hơn, ông cũng phải mất 3 năm ông mới ra sản phẩm, mới tạo ra doanh thu lợi nhuận và tăng. Thế do đó đầu tư ở đây nó không phải là mua vào 2 ngày sau, 3 ngày sau, 4 ngày sau nó tăng hay nó giảm là chúng ta phải bán, phải mua. Đấy không phải đầu tư, đấy chúng ta là đầu cơ, đấy dành cho nhà chết đời. Và đặc biệt, đấy ạ, nói thẳng ra là chúng ta đang đánh bạc, chứ chúng ta không phải đầu tư. Đó, như tôi vừa giải thích rồi đấy. Để một doanh nghiệp cả ngàn nhân viên, cả chục ngàn nhân viên, để họ tăng trưởng, họ thay đổi, thì nó cần phải có quá trình. Và chúng ta có đồng hành cùng họ, thì chúng ta mới có những cái thành quả tốt, và đồng hành với đúng doanh nghiệp chuẩn cơ. Đúng không ạ? Chúng ta ở đây nói lại một lần nữa, tôi trao đổi lại một lần nữa, đó là chúng ta không phải đánh bạc. Không phải đánh bạc. Thế thành ra, trong chương trình này, cái câu chuyện 2-3 ngày hay tăng vài phần trăm hay thế này thế kia có bán hay không hay mua hay không, thì xin thưa, chúng tôi sẽ không giải đáp về vấn đề đó. Bởi vì cái vấn đề đó thuộc vào phạm trù đánh bạc rồi. Thì khi đó, quý vị và các bạn hãy tự quyết định đi. Được chưa? Và nếu mà
có 95% nhà đầu tư thua lỗ. Vòng quay có 2 năm thôi, vậy thì ai là người chiến thắng? Chúng ta phải học theo những người chiến thắng. Một, đó là chủ doanh nghiệp. Đúng không ạ? Chủ doanh nghiệp. Gần đây quý vị và các bạn có thể nghe trên truyền hình, trên báo chí, Việt Nam có rất nhiều tỷ phú đô la rồi. Thậm chí nếu cái kết quả thống kê không chính thống của chúng tôi thì Việt Nam không có dưới 40 đến 50 tỷ phú đô la đâu. Số người niêm yết trên sàn nó còn ít lắm. Cái số tỷ phú đô la ở trên sàn nó chỉ vài người thôi, nhưng thực tế có đến 40-50 tỷ phú đô la. Đó là ai? Đó là chủ doanh nghiệp. Đúng không? Mà chủ doanh nghiệp là những người như nào? Họ đồng hành cùng doanh nghiệp của họ. Họ gắn bó qua thời gian. Ví dụ anh Long Hòa Phát chẳng hạn. 2018 giá cổ phiếu tăng. Anh ấy nghĩ như một nhà đầu cơ thì anh vác ra anh bán này. Vậy thì làm sao anh có thể hưởng cái thành quả ngọt của cái dung quất 2, dung quất như bây giờ? Và làm sao trong 5-7 năm nữa anh có thể thống trị thị trường thép và anh ấy có thể tài sản lên đến vài tỷ đô chứ không phải là 1 tỷ đô nữa. Đúng không ạ? Thế thành ra chúng ta muốn làm giàu, muốn đầu tư thực thụ thì chúng ta phải học cái tư duy lớn. Tư duy của những người giàu có, đó là tư duy của chủ doanh nghiệp. Ở đây tôi không trao đổi liên quan đa cấp, mà ở đây nhìn vào thực tế. Đúng không ạ? Chúng ta không được viển vông. Không được viển vông. Và mục tiêu đặt ra của chúng ta nó phải to lớn. Nhưng khi chúng ta thực hiện, phải từng bước nhỏ, rồi nó mới đến được đích. Và cái chương trình tích sản cổ phiếu và tự do tài chính đang giúp mọi người hướng đến cái điều đó. Được chưa? Tiếp theo, những cái tay le ve họ kiếm sống được. Đó, ví dụ các sở giao dịch, các trung tâm chứng khoán chẳng hạn. Sở giao dịch chứng khoán, họ kiếm sống nhờ cái việc giao dịch của quý vị và các bạn đấy. Có những người bạn tôi từng trao đổi có 1 tỷ đồng thôi, thế mà 1 năm các bạn ấy giao dịch phí, giao dịch mẹ lãi, các bạn ấy trả công ty chứng khoán mất 400-500 triệu. Khi các bạn làm điều đó chính là nguồn sống cho các sở giao dịch, cho các trung tâm lưu ký đấy. Các bạn đang làm từ thiện cho họ. Đúng không? Và kết cục 95% thua lỗ ở trên kia. Thứ ba, các quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Họ là những người đồng hành cùng doanh nghiệp. Đúng không ạ? Không được đồng hành như chủ doanh nghiệp, nhưng họ cũng là những người đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp. Và họ có được những cái thành quả xứng đáng với họ. Và đặc biệt có 3% nhà đầu tư mạnh nhất chiến thắng mà thôi. Tức là tôi và quý vị ở đây, 100 người thì chỉ có 3 ông chiến thắng lâu dài trên thị trường chứng khoán thôi. Còn lại là thua lỗ hết đấy quý vị và các bạn ạ. Đó, đấy là những cái thực trạng mà tôi nêu ra để quý vị và các bạn hiểu và biết về cái việc đầu tư chứng khoán một cách không đúng nghĩa, là chính là đánh bạc với chứng khoán, chính là coi nó là cái sòng sóc đĩa để chẵn lẻ, để tăng giảm, để đỏ đỏ để xanh, để hôm nay tăng để ngày mai giảm, để T2 T3 vân vân và vân vân. Đúng không ạ? Và đầu tư chứng khoán như kiểu như vậy thì khác nào tự sát. Đúng không? Cái điều này thì không cần phải chứng minh rồi. Tôi nêu con số rất rõ ràng và con số này có chứng minh trên thị trường, chứ không phải là tôi bịa ra được. Đó, đấy là kết quả của quý vị đấy. Nếu quý vị và các bạn không tiếp cận nó một cách đúng đắn, và quý vị cũng đừng nên nghĩ đây là một cái nơi gì đó dễ kiếm tiền mà quý vị và các bạn không rèn luyện cho mình được cái những cái đức tính tốt về đầu tư. Tiếp theo, mục đích đầu tư chứng khoán là gì? Không nên. Chúng ta tư duy nhỏ quá. Nếu tư duy nhỏ quá thì khi đó chúng ta sẽ không dành tâm huyết cho nó. Chúng ta sẽ không chọn con đường đúng cho nó. Thậm chí chúng ta có thể làm bừa với nó. Thì lúc đó thành quả không đến đâu cả. Mà mục đích của đầu tư chứng khoán là phải tư duy rất lớn. Tôi xin trích dẫn một câu nói rất nổi tiếng của ngài Warren Buffett. Nếu không thể tìm được cách để kiếm tiền ngay cả khi mình đang ngủ, thì rất có thể bạn làm việc phải suốt đời. Ngày xưa cha ông chúng ta nhu cầu rất ít. Đúng không ạ? Vẫn có ruộng vườn. Nhưng quý vị thử nhìn lại họ xem, họ đâu có lương hưu. Đến 70-80 tuổi họ lại phải phụ thuộc vào con cái, hay là họ lại phải vác cuốc ra đồng. Đúng không ạ? Nhà nào thì hạnh phúc chẳng hạn thì có con cái nó lo lắng chăng. Nhưng nhà nào bất hạnh, quý vị đã từng thấy các cụ phải ra đồng 70-80 tuổi chưa? Đó làm tuổi đến suốt đời, làm việc đến chết. Đúng không ạ?
thì chúng ta cần phải tránh những cái vết xe đổ như thế. Chúng ta cần phải tránh mọi việc như vậy. Và với tôi muốn truyền một cái thông điệp đến với quý vị và các bạn. Đó là đầu tư để có nguồn thu nhập cao, bền vững và an nhàn. Chứ không phải đầu tư suốt ngày xanh xanh đỏ đỏ, suốt ngày tăng tăng giảm giảm, vô cùng đau đớn. Và mục tiêu của đầu tư của cộng đồng chúng ta, đó là mục tiêu tự do tài chính. Và để tự do tài chính thôi, nói đơn giản, mục tiêu của chúng ta hướng đến triệu USD. Còn hướng đến triệu USD, nó lại phải tùy vào năng lực của từng người, tùy vào xuất phát điểm của từng người, tùy vào cái việc kiếm tiền ra hàng ngày bởi cái công việc chính của quý vị như thế nào, thì quý vị sẽ có thời gian nhanh hay chậm khác nhau. Đúng không? Và đây, nếu mà chúng ta không tuân thủ cái việc đầu tư bền bỉ, việc đồng hành cùng doanh nghiệp, làm sao chúng ta có những cái tài khoản lãi cả 100% như thế này? Làm sao chúng ta có thể tích được những cái quy mô tài sản lớn như thế này? Và làm sao chúng ta có thể tự do tài chính? Rất nhiều bạn hỏi tôi, khi mua cổ phiếu ACB, giá 17 đầu lãi được 5-7%, ui sướng quá, bán không. Nếu các bạn bán thì làm sao bây giờ các bạn ăn được 70-80%? Rất nhiều bạn khuyên tôi, ôi rồi FPT anh mua từ năm 2013 lãi lớn rồi, bán đi, không nó lại sụt đấy. Thử hỏi nếu tôi nghe các bạn như thế thì tôi đã bán nó từ năm 2013 rồi, chứ không phải đến năm 2020 này tôi vẫn giữ. Nếu tôi bán vậy làm sao tôi có thể tăng bằng 4 lần, 5 lần tài khoản nữa? Làm sao có thể đạt được điều đó? Đúng không? Nếu cụ Buffett mà mua đi bán lại, bán đi, làm sao cụ có những cái đế chế lớn như bây giờ với khoảng 240 doanh nghiệp? Đúng không? Cụ cứ bán thì cụ mua cổ phiếu Apple, tính giá chia tách thì có khoảng độ hơn 30 đô thôi, 40 đô thôi. Bây giờ 120 đô rồi, trong vòng có 5 năm, 4 năm. Thì cụ đã bán lúc nó lên 45 đô, 47 đô, 48 đô rồi. Làm sao có thể tăng bằng lần như thế? Làm sao mà hơn 30 tỷ đô người ta thành 100 tỷ đô được? Đúng không? Và người ta cứ lướt đi lướt lại như thế, người ta còn thời gian đâu, còn tư duy đâu nghĩ đến những cái câu chuyện lớn. Còn đâu thời gian để nâng cao trình độ và level của mình. Đúng không? Thay vì suốt ngày ngắm bảng điện tử, suốt ngày mở ra xem lãi 1%, lỗ 1%, 2%, thì hãy dành thời gian đó để quý vị và các bạn nâng cao cái trình độ của mình. Trước tiên là nâng cao thu nhập tại cái công việc chính của quý vị bằng làm. Sau đó, nếu còn thời gian để nâng cao cái trình độ về đầu tư cổ phiếu, về nghiên cứu cổ phiếu một cách bài bản đi. Ví dụ, AZFIN đưa ra 25 mã. Ok, quý vị quan tâm chứ gì? Hãy lôi từng mã ra đọc xem, vì sao ông AZFIN đưa. Là thứ nhất. Sau đó, có những vướng mắc gì về mấy chục cổ phiếu ấy, quý vị đọc thấy gì, quý vị chat lên đấy. Và tôi thấy cổ phiếu A, cổ phiếu B nó như thế này. Cổ phiếu Bình Minh nó ra sao, cổ phiếu Thế Giới Di Động nó thế nào. Cổ phiếu MB, Techcombank nó thế nào. Tại sao quý vị này cho rằng nó tốt chẳng hạn. Thế thì AZFIN sẽ giải đáp quý vị một cách bài bản, đầy đủ và chuẩn chỉnh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị cái đó. Chứ chúng tôi không hỗ trợ, ôi bao giờ đến ngưỡng hỗ trợ cắt lỗ hay bao giờ phải bán chốt lời ngắn hạn là thế nào vân vân. Cái điều đó vô cùng vô nghĩa. Thực sự là vô cùng vô nghĩa. Đúng không? Đó, thế do đó quý vị hãy tuân thủ theo những kỷ luật của chương trình và dành thời gian để nâng cao trình độ, nâng cao thu nhập hiện có. Sau đó là dành thời gian để nâng cao trình độ về đầu tư. Và quý vị sẽ là những người hưởng quả ngọt cuối cùng từ những cái nâng cao đó. Và rồi chúng ta sẽ tự do tài chính khi chúng ta đủ trình. Đấy là thông điệp tôi muốn truyền đến quý vị và các bạn. Chứ nó không phải là cái gì đó cơ bạc ở đây cả. Làm sao để tự do tài chính với đầu tư chứng khoán này? Thực sự chúng tôi trăn trở rất nhiều để có thể ra cái chương trình này. Cũng xin trao đổi cùng quý vị và các bạn, đội ngũ của AZFIN chúng tôi hơn một tuần vừa qua chúng tôi cực kỳ căng sức để có thể phục vụ quý vị. Đúng không? Check tài khoản, xong lại check Zalo,
À quên, check Facebook. Check Facebook này rất nhiều người gửi sai link lên Facebook cơ. Ủa? Sau đó lại check số điện thoại lại rất nhiều người sai số điện thoại cơ. Ồ, rồi lại check xem ô anh ấy ở Việt Nam hay anh ở Nhật, anh ở châu Âu, anh ở Úc, anh ở Hàn Quốc, anh ở Mỹ. Bởi vì chương trình này rất nhiều người ở trên khắp thế giới, chứ không chỉ ở Việt Nam chúng ta. Đặc biệt rất nhiều nhà đầu tư từ Nhật Bản. Đúng ạ. Chúng tôi phải check rất kỹ. Check xong lại phải gửi mail. Gửi mail xong còn phải làm gì? Ô, lại liên hệ với quý vị và các bạn. Đúng ạ, chat với quý vị và các bạn. Ép Facebook. Đúng ạ. Nhưng mà anh Facebook, anh Zuckerberg, anh này chỉ cho một ngày ép, chỉ được vài chục ông thôi, không được ép hết. Thế thành ra chúng tôi cũng rất nhiều khó khăn và vướng mắc trong cái vấn đề này. Đúng ạ. Thì đấy chỉ nói qua một chút về cái chu trình để hỗ trợ quý vị và các bạn thôi. Và lần này ở AZFIN trực tiếp, đó là những người trách nhiệm cao nhất. Ví dụ như là giám đốc Nam, anh ấy rất bận rộn, nhưng mà anh dành thời gian cho quý vị và các bạn hết. Bởi vì chúng tôi tin rằng, và chúng tôi có cơ sở để khẳng định điều đó, là điều này sẽ tốt cho các nhà đầu tư của chúng ta, để hướng được đến một dần đến cái việc tự do tài chính. Vậy chúng tôi đưa ra các cái chương trình, đó chính là tích sản cổ phiếu tự do tài chính để quý vị và các bạn tham gia ngày hôm nay. Đấy, bây giờ tôi xin nói lại về cái lợi ích nhà đầu tư đạt được. Một, quý vị được tham gia cái cộng đồng này, thì quý vị được hỗ trợ toàn bộ kiến thức. Đúng không ạ? Quý vị có thắc mắc gì về cổ phiếu, về chuyên môn thì quý vị phải nói rất kỹ ra, chứ quý vị không thể nói ô vì sao ông bảo cổ này vào không. Chúng tôi không nói, không làm điều đó. Mà quý vị phải đọc vào đó, mổ xẻ đó. Quý vị thấy vấn đề gì thú vị, vấn đề gì dở, vấn đề gì không ok, quý vị trao đổi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn điều đó. Chứ ngoài quý vị nêu ra ô ông phân tích cho tôi A5A, ông gửi cho tôi đi, không. Điều đó thì đâu có giúp quý vị nâng cao được trình độ. Đúng không? Chúng tôi lừa quý vị thì sao? Đúng không? Điều đó chả giúp được cái gì cả trong dài hạn cả. Và quý vị vẫn thế mà thôi. Cái vấn đề là quý vị vào đây để quý vị cùng giao lưu, cùng trao đổi với mọi người và cùng ứng dụng cái phương pháp tích sản cổ phiếu này vào, để làm sao nó nhuần nhuyễn, nó chuẩn chỉ, nó hiệu quả, để sau này nó trở thành một cái phương pháp cho mình, cho gia đình mình và cho mọi người xung quanh mình, để chúng ta cùng lên tự do tài chính được là một cái điều tốt nhất. Đúng ạ, và quý vị và các bạn cứ làm theo cái trao đổi vừa rồi tôi, thì kỹ năng quý vị và các bạn sẽ nâng cao dần và có thể trở thành một nhà tích sản chuyên nghiệp. Thứ hai là quý vị xây dựng cho mình một thói quen tích sản tốt như cái truyền thống xưa nay của cha ông chúng ta để lại. Chúng tôi thực sự rất trân trọng khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam. Đó là cha ông chúng ta rất biết tích cóp, bóp chát, tiết kiệm để rồi có được những cái tài sản để phòng ngừa những lúc ốm đau, hoặc những lúc cần thiết. Rồi là đặc biệt rất trân trọng ở cái đó là tích sản cho con cháu, cho đời sau, để giúp cho con cháu có cuộc sống tốt hơn các cụ. Đúng không? Đó, thì cái đó là một cái truyền thống rất tốt đẹp. Rất tốt đẹp. Nhưng ngày xưa các cụ ta rất khó khăn, tích cóp rất khó khăn, đúng không ạ? Lại không có nơi để sinh lời tốt, thế thành ra là bỏ ống, đúng không? Hoặc cùng lắm là mua vàng. Nhưng hiện nay chúng ta có những cái kênh tuyệt vời hơn, ví dụ bất động sản, ví dụ cổ phiếu, đúng không ạ? Là những xu hướng tất yếu của thị trường, đúng không ạ? Và thứ ba là tạo dựng thành công một kênh thu nhập hiệu quả. Nếu quý vị và các bạn tích sản một cách đều đặn, bền bỉ thì quý vị và các bạn sẽ là những người được hưởng thành quả. Và khi quý vị đã hưởng được thành quả này, tạo được một kênh này, tạo niềm tin và xây dựng cho mình một cái chiến lược tích sản hợp lý rồi, thế là cứ thế quý vị vận hành thôi. Nó sẽ vô cùng trơn tru và nó sẽ mang lại thành quả cho quý vị. Và thứ tư, quý vị có thể xây dựng cái truyền thống tích sản để lan tỏa cho mọi người trong gia đình mình, cho các thế hệ sau, cho con cái, đúng không? Bởi vì nhìn một tấm gương sang Hàn Quốc, có thể thấy thế hệ trẻ bây giờ Hàn Quốc vô cùng khổ, đa phần là như vậy.
họ mua một cái chung cư bên đó, tính ra tiền Việt nó khoảng 12 đến 15 tỷ. Thậm chí trung tâm nó lên đến hơn 1 triệu đô, tức là hơn 23 tỷ. Và rất nhiều các bạn nào đã không lấy được vợ bởi vì không có đủ thu nhập, không mua được nhà. Và cuộc sống vô cùng khó khăn. Và Việt Nam của chúng ta hiện nay đang là thời kỳ rất là sung sướng cho mọi người. Ai cũng có thể tìm được công việc của mình. Nhưng thử hỏi khoảng 10 năm nữa, 20 năm nữa khi Việt Nam chậm tăng trưởng xem. Con cái chúng ta liệu có được tìm được công việc dễ như thế không? Đúng không? Hay là 20-30 năm nữa robot rồi là công nghệ nó thay thế con người rất nhiều. Con cái quý vị có chắc chắn là những người hàng đầu ở đất nước này để có thể kiếm được những công việc thu nhập tốt không? Đúng không? Và cái này, nếu quý vị nhuần nhuyễn, làm tốt thì có thể áp dụng cho các bạn ý. Các bạn ấy có thể dù thu nhập không lớn nhưng biết cách tích lũy, biết cách đầu tư và biết cách tạo ra tiền tự do. Hoặc là quý vị và các bạn cũng có thể xây dựng một cái hệ thống tài khoản cho các con cháu sau này. Đúng không? Thì lúc khó khăn có thể giúp đỡ các bạn. Thì đấy là một cái rất quan trọng và rất tốt. Đặc biệt với những người Á Đông như chúng ta. Những người nghĩ rất nhiều về con cái, về thế hệ sau. Đúng không? Về truyền thống, về huyết mạch. Không như các nước phương Tây. Và thứ năm là quý vị có thể trở thành một chuyên gia đầu tư thực thụ được xã hội công nhận và tôn trọng. Tôi nghĩ rằng khi đạt được nhiều tiền là một điều rất quan trọng. Nhưng khi đó thì chúng ta cần có một cái gì đó nó gọi là được xã hội công nhận. Chúng ta có đóng góp cho xã hội. Chúng ta giúp ích cho xã hội. Đó, thì đây là những cái mục tiêu rất lớn lao mà có thể đạt được. Thứ sáu, quý vị có cơ hội trở thành các cái đội ngũ giảng viên hay diễn giả hay coaching chuyên nghiệp về đầu tư tài chính. Bởi vì cái nghề tài chính, nghề tư vấn tài chính ở Việt Nam vô cùng mới mẻ. Và thực sự nó vô cùng cần thiết. Nhiều quý vị và các bạn rất chú ý tiếng Anh cho con. Thậm chí mỗi năm bỏ ra 50 triệu để đầu tư tiếng Anh cho con. Nhưng không, cái đó chỉ là kỹ năng mềm thôi. Nó không phải kỹ năng thiết yếu. Và trong thời đại hiện đại thì kỹ năng về quản trị tài chính mới là một trong những kỹ năng thiết yếu nhất. Thế mà không ai chú ý đến điều này. Có khi các bạn học đại học rồi các bạn còn chả biết giá trị của đồng tiền. Nếu nhà quý vị có giàu có một chút chẳng hạn thì các bạn khéo không còn động lực nữa. Rất nhiều bạn trẻ không còn động lực. Bởi vì tiền bố mẹ cứ ném cho cả cục. Còn đâu động lực sống. Còn đâu động lực nữa. Nếu gặp khó khăn thì các bạn sẽ làm sao. Đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Đấy là những lợi ích của chương trình đạt được. Mà để đạt được cái lợi ích này thì chúng ta có cái lộ trình cụ thể. Mỗi tháng chúng ta hãy tích lũy tối thiểu đầu tư 2 triệu đồng. Đúng không ạ? Bởi vì 2 triệu đồng thì về cơ bản là nó cũng sẽ mới phân bổ được vào cổ phiếu. Đúng không ạ? Nếu nhỏ quá thì nó hơi khó phân bổ bởi vì có những cổ phiếu rất to. Ví dụ Thế Giới Di Động 110.000 một cổ. Nếu quý vị và các bạn muốn phân bổ thì tối thiểu phải 10 cổ, tức là mất hơn 1 triệu thôi. Thì thành ra nhỏ quá sẽ rất khó. Còn không giới hạn tối đa. Nhưng mà tôi cho rằng hãy tùy vào quý vị thì quý vị biết bao nhiêu là hợp lý. Đó, cái việc tích lũy hàng tháng này ấy, nó tạo một cái thói quen vô cùng tốt cho quý vị. Ở chỗ, một, nó liên quan đến vấn đề là đó là tiết kiệm được. Nó làm cho chi tiêu của quý vị và các bạn hợp lý hơn. Thay vì trước đó chúng ta chưa có nhiều mục tiêu rõ ràng. Chúng ta có thể tiêu bén đi mất. Nhưng mà bây giờ có mục tiêu rồi. Ok, tôi bỏ riêng ra từng này để tôi tích lại. Thế là quý vị còn. Hiểu không? Quý vị còn. Đấy là một cái thói quen tiết kiệm rất tốt. Đúng không? Rất tốt. Thứ hai là thời gian đóng thì lên cố định vào một khoảng ngày. Đó ngày mùng 5 đến ngày 15. Nhiều quý vị hỏi tôi là lương 10 năm mới nhận, 16 lần, 20 mới nhận. Thế thì tôi hỏi lại nó liên quan gì đến con số lên mùng 5 đến 10 năm đâu, hàng tháng đâu. Thì 20 hàng tháng quý vị nhận được, chúng quý vị không có thể để ra từng ý tiền để mùng 5 tháng sau nộp ạ. Hai chuyện này nó đâu có liên quan đến nhau. Đúng không? Không liên quan đến nhau. Và vì sao phải có cái thời gian này? Thực ra là tôi để như thế này để cho nó khá dài cho quý vị trong vòng 10 ngày. Để quý vị và các bạn có thể chủ động hơn nếu mình có tháng này, tháng kia, mình có đang khó khăn này kia thì trong vòng 10 ngày mình sẽ chuẩn bị được.
chọn 2 triệu thôi mà. Đúng không ạ? 10 ngày quý vị sẽ chuẩn bị. Và chúng ta phải có lịch trình này, chứ không phải là muốn bỏ lúc nào thì bỏ. Bởi thế nó đã không thành kỷ luật rồi. Và hơn nữa, quý vị và các bạn bỏ vào trong khoảng thời gian này ấy, thì sau đó các bạn nhân viên chăm sóc, quản lý quý vị và các bạn, hỗ trợ quý vị và các bạn sẽ có thể sao kê một cách rõ ràng và báo cáo lại quý vị và các bạn sau mỗi một tháng, tức là sau ngày 15 chẳng hạn, thì các bạn sẽ có sao kê báo cáo rất đầy đủ cho quý vị và các bạn. Đúng không ạ? Và quý vị và các bạn sẽ thấy mình hành động như thế nào. Đúng không ạ? Và khi bỏ vào thì quý vị mua luôn cổ phiếu. Đó. Và vì sao mua luôn? Ok, mua luôn để cho chúng ta đỡ phải mất thời gian tập trung. Chứ bỏ tiền vào, ui tôi đợi ngày mai ngày kia nó giảm ngày kia ra. Liệu nó có giảm không? Hay liệu nó có tăng không? Thế nên quý vị hãy mua luôn đi, cho nó đỡ tốn thời gian. Xong đóng bảng lại và chúng ta làm việc của chúng ta. Và vì sao lại yên tâm như vậy? Bởi vì những cổ phiếu AZFIN đưa ra, nếu lúc nào giá nó rất quá đà thì chúng tôi sẽ stop dừng lại và thông báo một cách đầy đủ, rõ ràng trên cộng đồng, trên các group chat cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn ngừng mua, chúng ta không phải mua đắt nữa. Còn lại nếu khi AZFIN mà chưa đưa ra cảnh báo đó thì giá cổ phiếu đó vẫn đang vùng định giá hợp lý, có thể tích sản dài hạn, vậy thì chúng ta mua thôi, đúng không ạ? Và thứ ba, quý vị và các bạn sẽ lựa chọn tối thiểu một cổ phiếu và tối đa 5 cổ phiếu, không lên lựa chọn quá nhiều. Thực ra tôi định khuyến nghị 1 đến 3 thôi. Nhưng mà thôi, tùy quý vị thích phân bổ làm năm cũng được. Trong suốt cả quá trình tích sản. Và tối thiểu quý vị hãy làm 1 năm thì nó mới thành thói quen. Còn chúng tôi khuyến khích quý vị hãy làm điều đó dài hơn. 3 năm, 5 năm, thậm chí dài hơn, và AZFIN sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn đến thời điểm đó. Đúng không? Và danh sách cổ phiếu thì 20 năm cổ phiếu thì AZFIN đã công bố ở trên group rồi. Quý vị có thể không thích cổ phiếu A, B, C, D thì quý vị bỏ nó ra. Quý vị thích cổ phiếu nào quý vị chọn. Thế thành ra cũng không phải lăn tan nữa. À tôi không thích cổ phiếu này, tôi thấy tại sao cổ phiếu này được vào. Thì quý vị không thích, quý vị bỏ nó ra. Được không ạ? Đó. Rất là đơn giản như thế. Tiếp theo, thứ tư. Nếu mà 3 tháng liên tiếp ấy, quý vị mà không tuân thủ thì chúng tôi xin mời quý vị ra ngoài. Đó. Xin mời quý vị ra ngoài. Bởi vì quý vị không hợp được với chương trình này. Đó, thì rất đơn giản là như vậy. Thực ra đây không phải 3 tháng liên tiếp đâu, mà là chỉ cần 3 tháng quý vị không tuân theo thôi. Đúng không? Không cam kết với chính mình đâu. Bởi vì khi quý vị tham gia ở đây, quý vị đọc rất rõ, quý vị đã cam kết với chính bản thân mình đâu. Còn nếu quý vị không làm được kỷ luật như vậy thì không thể làm gương được cho con cháu sau này, cho anh em, cho bạn, cho vợ chồng, để cùng nhau tích sản, cùng nhau làm giàu từ cái việc đầu tư này được. Nếu quý vị không làm được như vậy thì quý vị không nên ở đây, cho nó mất thời gian của quý vị ra. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Rất phí thời gian. Mãi tập trung vào việc là giao dịch của quý vị đi. Và thứ năm, để cho việc cộng đồng chúng ta được thực hiện một cách quy củ, bài bản và chuẩn chỉnh, là mở tài khoản chứng khoán tại VND. Thì hiện nay chúng tôi khảo sát một số công ty thì VNDS hiện nay là tốt nhất để hỗ trợ chuyện này. Về cơ bản công nghệ họ tốt nhất. Đó. Tất nhiên có một số công ty khác cũng rất tốt, nhưng mà chúng tôi cảm thấy là VNDS hiện nay là được đánh giá cao hơn so với các công ty khác một chút để có thể vận hành. Như công nghệ thì số 1 này. Công nghệ riêng về chứng khoán nhé, về đầu tư, về app đầu tư vân vân. Bảng giá thì rất là thông minh, số 1. Nhân sự chăm sóc thì đã chuẩn bị 20 người để hỗ trợ quý vị. Thậm chí có thể 50 người nếu mà cộng đồng chúng ta đủ lớn. Đấy là những cái quy chế cụ thể. Đúng không? Và đây, ở đây chúng tôi còn nêu ra những cái này rất đáng trân trọng. Thực ra giải thưởng nó chả là cái gì cả, nhưng nó cực kỳ đáng trân trọng. Thì hết một năm thì quý vị sẽ có 10 giải thưởng chiến sĩ tích sản. Thì chúng tôi sẽ có những cái kỷ niệm chương để chương trình và tổ chức những cái buổi họp để chúng ta có thể giao lưu với nhau, học hỏi lẫn nhau. Thực tế như ngày xưa AZFIN có các lớp đào tạo thì mọi người á không những học hỏi được kiến thức mà còn giao lưu với nhau, thậm chí giúp đỡ nhau trong các cái công việc hàng ngày của chúng ta, mua bán, trao đổi, hỗ trợ nhau phát triển. Đó, thì một năm có 10 giải thưởng
cho chiến sĩ tích giải có kỷ niệm chương của chương trình. Đó, gồm 2 triệu tiền mặt và 10 triệu hiện vật. Tiếp theo, nếu 2 năm thì có 10 giải thưởng, 5 triệu tiền mặt và 14 triệu hiện vật. Một giải thưởng nhé, không phải là cả 10 đâu. Và kỷ niệm chương của chương trình. Đó, đây là một cái gì đó đáng tự hào. Tôi nghiêm túc một điều như vậy. Chúng ta làm được một cái kỷ luật, chúng ta làm được một phương pháp đầu tư, nó rất đáng tự hào, rất đáng được ghi nhận và trân trọng. Đó, và trân trọng. Tiếp theo, nếu mà tích sản được 3 năm thì chúng tôi coi rằng đây là tướng quân luôn. Tích sản 3 năm. Đó, thì đây là những cái rất ý nghĩa. Rất ý nghĩa. Đặc biệt đối với bản thân mình, đối với chính mình là mình đã vượt qua được cái khó khăn, cái cám dỗ của thị trường. Đó, thì cái đó rất đáng trân trọng và tự hào. Đúng không ạ? Thì nội dung chăm sóc đây. Thì tôi yêu cầu các bạn ấy cần phải mở tài khoản chăm sóc cho chú quý vị. Nếu quý vị và các bạn có tài khoản sẵn ở VN Direct rồi, một, quý vị chuyển cho quản lý. Hai, quý vị không muốn chuyển, quý vị mở một cái tài khoản cho người thân, cho vợ quý vị, cho con, cho chồng, cho bố mẹ. Đúng không ạ? Thậm chí cái mở cái này còn rất hữu ích, rất hay cơ. Thậm chí mình còn bàn với vợ, bàn với bố mẹ, bàn với con. À, hàng tháng chúng ta có chương trình như thế này, chúng ta cùng nhau làm nhé. Đúng không? Thế là chúng ta đào tạo nhau, hỗ trợ nhau rất tốt. Đúng không? Đó, thì đấy là những cái rất thú vị. Tiếp theo, các bạn nhân viên sẽ nhắc nhở quý vị và các bạn nộp tiền và giao dịch đúng thời hạn. Chúng tôi đã yêu cầu các bạn rồi. Thứ ba là các bạn ấy sẽ báo cáo tổng hợp một cách rất là chặt chẽ, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, và có những góp ý đề xuất để chương trình chúng ta ngày càng tốt hơn. Bởi vì chương trình sẽ vẫn còn nhiều những cái vấn đề cơ sở, sơ hở cần phải giải đáp, đúng không? Thì khách hàng bắt buộc là một là phải mở tài khoản và chuyển về các bạn để quản lý, hoặc hai là mở một cái tài khoản mới nữa nếu họ không muốn chuyển. Chúng tôi không ép điều này. Với đây là tài khoản tích sản, chứ chúng tôi không bảo là quý vị và các bạn chuyển tất tiền về đây giao dịch đi. Không, đây không phải là giao dịch. Đây là tích sản, tôi nhắc lại một lần nữa, đây là tích sản. Và sau đây đến phần giải đáp, thì quý vị và các bạn có thể điền thêm những cái câu hỏi, tôi sẽ giải đáp quý vị và các bạn sau 3 phút nữa. Có rất nhiều quý vị và các bạn hỏi, ô quái nạn này không thấy chat nhiều, không thấy phím hàng, không thấy giao dịch, trao đổi, không thấy chém gió nhiều ở trên group như các cái group Zalo khác. Bởi vì đây đâu phải là nơi để chúng ta chết đinh để giao dịch, để mua vui thôi. Nơi đây là để chúng ta tĩnh tâm, để tích sản. Nếu quý vị hỏi tôi với chuyện, ô, tôi rất muốn nâng cao trình độ này, các bạn cho tôi một số sách chẳng hạn, hay các bạn cho tôi hướng dẫn về cái A, B, C, D, về cổ phiếu, về đầu tư chẳng hạn. Ok, chúng tôi rất hoan nghênh điều đó. Chúng tôi rất hạnh phúc được phục vụ quý vị, hỗ trợ quý vị làm điều đó. Chuyện bảo cổ phiếu này hôm nay mua được không, ngày mai mua được không, thì điều đó nó vô nghĩa quá. Nó đâu có giúp quý vị và các bạn nâng cao được trình độ. Chắc quý vị và các bạn cũng hay nghe câu nói là thay vì cho cá là cho cần, đúng không? Đúng không? Thì chúng tôi không đến mức là cho cần hay gì cả. Những ý chúng ta hướng tới là hướng tới một cái gì đó nó mang tính tích lũy lâu dài, và chúng ta nâng cao dần cái trình độ, nâng cao dần kiến thức, và chúng ta sẽ tự do tài chính khi chúng ta đủ. Đúng không ạ? Cũng giống như một câu nói tôi rất thích là đi đi rồi sẽ tới. Sau đây là tôi sẽ bắt đầu giải đáp các cái câu hỏi của quý vị và các bạn. Bạn Trọng có góp ý rằng mục đích lớn nào phải hành động từ điều nhỏ nhất. Đúng vậy. Đúng vậy. Mục đích thì phải lớn lao, nhưng hành động là phải nhỏ nhất. Từng bước nhỏ chắc chắn đến nơi. Bạn Tuấn Anh Nguyễn có hỏi mua rồi có thay đổi cổ phiếu được không? Xin thông báo là không. Chúng ta hãy kỷ luật lên đi. Nếu hôm vừa rồi bạn mua rồi, hôm sau bạn muốn thay đổi, mấy hôm nữa bạn lại muốn thay đổi, mấy hôm nữa bạn muốn thay đổi, hay là trong một năm bạn muốn thay đổi 5 lần, thì làm sao chương trình có thể làm việc được? Thì đây đâu còn là tích sản nữa. Đúng không? Và xin thông báo là 20 năm cổ phiếu chúng tôi lựa chọn đều là những cổ phiếu được đánh giá rất cao và qua rất nhiều lưới lọc. Đúng không? Chúng ta hãy kỷ luật lên đi. Cái này nó không chỉ liên quan đến ôi tôi đầu tư cổ này phải lợi nhuận cao, không, mà nó tạo thành một cái thói quen tốt. Kỷ luật tốt. Đúng không ạ? Bạn mua một cổ rồi đúng không? Bạn còn cơ hội mua 4 cổ nữa cơ mà. Bạn Hoàng Quý, mình muốn hỏi cách thức vận hành thế nào, mình có sẵn tài khoản rồi,
có phải mở tài khoản không? Theo cách phục theo dõi và hỗ trợ cụ thể thế nào? Đúng không ạ? Thì đó, quý vị cần cái gì thì quý vị trao đổi lên đây. Còn cách vận hành thì khi quý vị và các bạn được add vào cái group Facebook chat thì có một bạn nhân viên của VNDirect sẽ giải đáp quý vị, sẽ hỗ trợ quý vị mở tài khoản. Nếu quý vị có tài khoản tới chứ gì, ok, quý vị có thể chuyển quản lý sang bạn ý. Hoặc quý vị không muốn chuyển quản lý thì rất đơn giản, quý vị mở cho mẹ, cho bố, cho vợ, cho con, làm một cái tài khoản đó. Làm một tài khoản riêng về tích sản đi, không liên quan đến tài khoản kia của quý vị đi, cũng rất tốt mà, đúng không ạ? Và quý vị bắt đầu mua đi. Tháng đầu thì quý vị không cần phải đúng cái thời hạn mùng 5 đến 10 năm nhé. Khi mở vừa mở xong tài khoản, quý vị muốn mua luôn, hãy mua luôn đi. Từ tháng thứ 2 thì quý vị bắt buộc phải đúng từ mùng 5 đến 10 năm. Đấy là nguyên tắc, đúng không ạ? Tháng đầu không cần phải đúng, cứ xong quý vị có thể mua. Nhưng mà từ tháng thứ 2 thì phải từ mùng 5 đến 10 năm thì quý vị mới được nộp vào và mua. Thì chúng ta hãy tạo kỷ luật như thế đi. Bạn Phong Nguyễn, cho anh cho em hỏi, với 25 cổ phiếu gợi ý trên, mình có thể chi tiết hơn về thời gian điểm mua và các điểm tích cổ phiếu không? Xin thưa với bạn là thị trường chứng khoán nó biến động, chúng ta không thể biết được điểm là bao nhiêu đâu. Nhưng mà AZFIN đưa ra giá cổ phiếu như chúng tôi đã nói. Nếu chúng tôi không đưa ra cảnh báo, tức là giá cổ phiếu vẫn trong vùng định giá hợp lý để chúng ta có thể tích sản dài hạn. Được chưa? Có thể tích sản dài hạn. Thì theo một nghiên cứu hôm trước chúng tôi làm, cho dù quý vị và các bạn mua cổ phiếu tại đúng điểm đỉnh của mỗi năm đi chăng nữa, năm nào quý vị mua đều đúng đỉnh, điểm đỉnh cao nhất, thì từ năm 2007, tức là từ đỉnh 1200, thì đến bây giờ quý vị và các bạn vẫn lợi nhuận được hơn 4%. Huống hồ chúng ta ở đây đâu có mùa đỉnh, đúng không ạ? Thì khi nào cổ phiếu không hợp lý, giá quá cao, thì AZFIN ngay lập tức sẽ cảnh báo, sẽ gửi cảnh báo đến quý vị và các bạn. Thành ra quý vị và các bạn cứ an tâm mua như vậy đi. Và thời gian mua từ mùng 5 đến 10 năm, được chưa? Và đừng có căn ke vài triệu mình bỏ vào đây để mình tích sản. Quý vị và các bạn căn ke và hãy thích dự đoán thị trường chứ gì. Quý vị thử suy nghĩ lại trong quá khứ quý vị dự đoán có hay đúng không? Nếu đúng thì tôi tin rằng quý vị đã không thích vào cái cổ phiếu cộng đồng tích sản này. Nếu đúng thì quý vị một năm có thể lợi nhuận được 500%, 1000%, chứ không phải là mục đích hơn lãi gửi tiết kiệm. Cái chuyện đó là không thể dự báo và tôi cũng không thể dự báo. Nếu tôi dự báo được thì tôi đã thành tỷ phú đô la từ rất lâu. Nhưng tôi không dự báo được điều đó. Thành ra quý vị đừng có đưa điểm mua, điểm bán vân vân vào đây. Được chưa? Ok. Tiếp theo, bạn Nguyễn Đức Tài có hỏi, anh phân tích các phương án tích sản đi ạ. Phương án 1 là chia tiền đều mua cổ phiếu A. Phương pháp 2 là mua cổ phiếu đang đỏ sàn, ưu điểm và nhược điểm. Ok, chúng ta đã tích sản thì chúng ta tuân thủ kỷ luật, mùng 5 đến 10 năm chúng ta mua, miễn là giá còn trong vùng để chúng ta tích sản được, đúng không ạ? Và chúng ta hãy biến nó thành một cái tích sản thực sự nhàn nhã đi. Bỏ vào đấy mua, đóng bảng ạ, đi chỗ khác, chứ đừng có mặt xem từ sáng đến tối, xem từ mùng 5 đến 10 năm hoặc xem từ mùng 1 đến 30 để xem ô lúc nào đỏ, lúc nào tăng, lúc nào mua. Quý vị có thấy điều đó mệt không? Tích sản nó phải nhẹ nhàng nhất. Đầu tư nó phải bền vững và an nhàn, chứ nó không phải là việc chúng ta hàng ngày ngắm để chúng ta mua một vài triệu, được chưa? Hãy kể vài một vài chục triệu. Ok ạ. Bạn Peijingu, em thấy cổ phiếu giờ giá đều nên rất cao, theo anh có nên mua đầu tư vào thời điểm này không? Xin thưa với các bạn, đây là chương trình tích lũy tài sản và chúng ta hướng đến mục tiêu là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm tới. Được chưa? Còn giá các cổ phiếu chúng tôi đưa ra ở đây đã đang ở vùng định giá có thể mua để tích sản. Được chưa? Còn bạn đang phân vân cao thấp thì bạn hãy đầu tư ở tài khoản bên ngoài đi. Được chưa? Đó. Ok. Nguyễn Thị Hồng Nhung, chào anh có thể cho em hỏi, so với định giá hiện tại, 3 cổ phiếu nào giá tốt trong số 25 cổ phiếu đưa ra? Cảm ơn. Thì xin thưa với bạn thì bạn hãy cứ thích cổ phiếu nào thì bạn pick cổ phiếu đó. Bạn đọc nghiên cứu về cổ phiếu đó đi. Chúng tôi không thể đưa ra 3 cổ phiếu như thế nào, bởi vì 3 cổ phiếu bây giờ giá hợp lý đi chăng nữa thì tháng sau giá nó tăng mạnh thì tăng, thì bạn lại nhảy sang 3 cổ phiếu khác à, đúng không? Thế cho nên là chúng ta thích nó một lúc, hay chúng ta bảo nó rẻ trong một địa điểm, chưa chắc nó rẻ trong cả quá trình tích sản đâu,
Đúng không ạ? Hãy lựa chọn những cổ phiếu tốt, tuyệt vời. Và tương lai họ sẽ trả lời bạn một cách xứng đáng. Ok, bạn Huỳnh Minh có hỏi: em có cổ phiếu ngoài 2 năm cổ phiếu thích sản, em có thể bán dần chuyển sang cổ phiếu mình thích sản không? Thì xin thưa với bạn, ok, cái này trường hợp này nếu bạn có rồi thì bạn có thể bán dần. Ok. Còn bạn sẽ tích theo cái kia đúng kỷ luật từ mùng 5 đến 10 năm. Và mua đúng cổ phiếu trong cái 20 năm cổ phiếu đó và không mua cổ phiếu bên ngoài. Ok, cái chương trình này là như vậy. Bạn Bùi Gia Linh: tiêu chí tích sản cổ phiếu như thế nào và có kế hoạch gì để đạt được tiêu chí đó? Thì mình vẫn chưa hiểu rõ cái câu hỏi của anh Linh này. Tiêu chí của tích sản cổ phiếu, tức là tiêu chí chọn cổ phiếu hay là mục tiêu của chương trình? Mục tiêu của chương trình thì chúng tôi nêu rất rõ ở phía trên, quý vị và các bạn có thể nghe lại, đọc lại và đọc ở trên cộng đồng, đúng không ạ? Đó. Và lúc này giá cổ phiếu còn hợp lý thì chúng ta cứ tích sản đi và hướng đến mục tiêu dài hạn, đúng không ạ? Quý vị và các bạn có thể tích trong 3 năm, tích trong 5 năm chẳng hạn, hoặc tích bao giờ đủ 1 tỷ, đủ 2 tỷ thì lúc ấy rút. Đó, thì đấy là mục tiêu tùy mỗi người chúng ta đề ra một cách cụ thể, đúng không ạ? Ví dụ như Phục tích đến bao giờ cổ phiếu quá đắt Phục bán, đơn giản vậy thôi. Bởi bây giờ chúng ta đang là đầu chu kỳ kinh tế mới, mọi thứ nó vẫn còn đang rất là hấp dẫn để chúng ta tích sản. Và đến bao giờ nó điên rồ lên, nó đắt thì lưu ý bạn. Đấy là mục tiêu tích sản của tôi xin chia sẻ với các bạn đấy. Có thể các bạn có mục tiêu tích sản khác, nhưng hãy tạo thành một thói quen tích sản cổ phiếu đi, tốt đi, được chưa? Bạn anh Nguyễn Cảnh Dũng có đề nghị các anh chị tư vấn thời điểm mua cổ phiếu để được giá hợp lý nhất. Xin thưa anh Cảnh Dũng ấy, tôi mà làm được giá cổ, tôi mà biết được giá cổ phiếu hợp lý nhất ấy, thì tôi không ngồi ở đây để tôi trao đổi với quý vị đâu ạ. Ai cũng khôn cũng muốn tìm cái điểm mua cả giá cổ phiếu tốt nhất. Gọi điểm tốt nhất là giá rất rẻ thôi, nhưng liệu nó có về hay không, đấy là chuyện khác. Thế thành ra chúng ta hãy cứ mua lúc giá vẫn trong cái chu kỳ tích sản đi, vẫn trong cái vùng tích sản đi. Đó, còn nếu mà tôi biết được rằng thời điểm mua cổ phiếu giá hợp lý nhất ấy, thì lợi nhuận tôi có cả vài ngàn phần trăm một năm ấy, chục ngàn phần trăm một năm, đúng không ạ? Thế thành ra cái câu chuyện đó nó rất khó, chúng tôi không làm được điều đó. Và trong chương trình tích sản này thì không đến mức cao cấp đến mức mà kinh khủng khiếp như vậy, đúng không ạ? Các quỹ đầu tư một năm lợi suất đâu đó chỉ 10%. Chúng tôi làm 7 năm qua được 37% đã là một sự nỗ lực vô cùng lớn. Và trong tương lai chúng tôi không tin mình làm được điều đó lần thứ hai. Và nó sẽ thấp hơn rất nhiều, có thể là chỉ 15-20%. Và cao lắm được 25% chẳng hạn. Bạn Nguyễn Duy Đồng hỏi: cho em hỏi về vấn đề cổ tức và lãi thu được từ chênh lệch giá. Theo em thấy một số gì cổ tức thấp hơn lãi gửi ngân hàng vậy. Tóm lại thì quá trình tích sản này cũng chỉ phụ thuộc vào sự chênh lệch giá thôi phải không ạ? Vậy bản chất sinh lời cổ tức em chả thấy gì cả. Đầu tư cổ phiếu ăn cổ tức là một. Đầu tư cổ phiếu đồng hành cùng doanh nghiệp để doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận và giá tăng trưởng là hai. Chứ không nhất thiết đầu tư là phải tích sản là phải cổ tức bạn nhé. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Xin thưa với bạn, cổ phiếu của Berkshire Hathaway á, nó lên đến 300-400 ngàn đô một cổ ấy. Cổ phiếu này từ lúc 1967-68 ấy chưa bao giờ trả cổ tức một đồng. Được chưa? Còn cái việc ăn chênh giá hay không ấy, thì bạn nói cái câu ấy thì nghe có vẻ nó gì đó, nó nghe có vẻ gì đó nó không giống với đầu tư lắm, đúng không? Nhưng mà doanh nghiệp tốt thì nó sẽ tăng giá thôi. Đấy là giá hợp lý của nó. Chứ không phải chênh lệch giá là một cái gì đó nó xấu cả. Miễn là doanh nghiệp còn tăng trưởng, còn phát triển mạnh thì giá cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh thôi, đúng không? Thì có những cổ nó đã hết tăng trưởng rồi hoặc tăng trưởng rất thấp như nhựa Bình Minh chẳng hạn, PPC, NT2 chẳng hạn, thì tất nhiên cổ tức trên thị giá nó khoảng độ 10%, nó cao gấp rưỡi gửi tiết kiệm. Nhưng có những cổ phiếu nó đang tăng trưởng âm âm thì tất nhiên là cổ tức nó phải thấp rồi chứ, nó phải giữ lại lợi nhuận thì cuối cùng nó mới tái đầu tư và nó mới tăng trưởng được chứ, đúng không? Thế thành ra là mình giải đáp cái câu hỏi của bạn như vậy đấy. Bạn Hoàng Anh hỏi: cho em hỏi nếu tích lũy trong 20 năm cổ phiếu có giá trị thực mà AZFIN đưa ra, nhưng khi thị trường trở lên tham lam như hiện nay, đẩy mức giá lên cao vượt giá trị thực, thì lúc đó AZFIN có khuyến nghị chốt lời và thực hiện hóa lợi nhuận không?
Bạn có chắc bây giờ là thị trường đã gọi là điên cuồng chưa? Tham lam chưa? Bạn lấy cơ sở đâu bạn cho rằng điều đó? Đúng không? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn hãy bỏ ra ngoài, bạn đầu tư theo kiểu bạn nghĩ đi. Tôi chia sẻ với các bạn như này. Ví dụ Techcombank bây giờ là 24. Ở bên ngoài các nhà đầu tư ngoại đang mua giá 28, 29. MWG giá 110, bên ngoài các nhà đầu tư ngoại đang đặt hàng mua giá 140, 150. Thì các bạn nghĩ nó có điên không? Tất nhiên tôi không nói nhà đầu tư ngoại đúng nhé. Định giá PE và PB trung bình của thị trường Việt Nam ở hiện nay là khoảng độ 15.5 đến 16 lần PE trung bình. Thì nó ở mức bình thường của lịch sử, nó không phải mức điên rồi. Được chưa? Ở mức bình thường. Và tôi ví dụ PB của MBB khoảng 1.13, PE của MBB bằng 6 lần so với mức lịch sử PB của MBB trung bình khoảng độ 1.4 lần cơ. PE nó bằng khoảng 8.5 lần cơ. Thì lúc này có đâu có cao lên quá khứ. Techcombank thế. Có lúc PB nó bằng 3.5 đến 5 lần. Bây giờ PB 1.25 lần, 1.22 lần. Đúng không? Rất nhiều cổ phiếu như vậy. Vậy thì cơ sở đâu bạn đưa ra đó là lúc này quá tham lam và vượt quá giá trị. Nếu bạn biết được giá trị các cổ phiếu này thì bạn hãy tuân theo nó thôi. Còn chương trình tích sản này thì chúng tôi hoàn toàn có cơ sở rất rõ ràng của những chuyên gia phân tích nhiều năm. Ví dụ như cá nhân tôi cũng đầu tư hơn gần 14 năm. Thế thành ra tôi xin trao đổi lại với quan điểm của ZFIN Việt Nam thì lúc này chưa phải quá đà hay quá đá gì cả. Và lúc nào nó điên dầu ấy, ví dụ như MBB phải bằng 2.5 đến 3 lần. Thưa giá nó cao gấp hơn 2 lần bây giờ. Techcombank ấy, PB nó bằng 3.5 đến 5 lần cơ, tức là nó giá gấp 3 lần bây giờ. Đấy là điên dầu năm 2018 đấy, đầu năm 2018 đấy, đấy là có thật. Và lúc đó thì chúng ta nên bán. Thậm chí không cần phải cao đến mức đó đâu. Ví dụ như vậy. Thế thành ra cái cơ sở nếu bạn đưa ra được vững chắc là nó đã vượt giá trị thì bạn hãy hành động theo nó đi. Thì không cần phải theo cái chương trình tích sản này làm gì cả. Đúng không ạ? Vâng, chào anh Phan Đặng. Danh mục 20 năm cổ phiếu có tính định hướng rất cao rồi, Phục có thể cho thêm giá. Xin thưa với anh, giá bây giờ đưa ra ấy, thì nó chỉ hợp với bây giờ thôi, 2 tháng sau nó hợp không ạ? 3 tháng sau nó hợp không ạ? 1 năm sau nó có hợp không ạ? Chắc chắn nó không hợp rồi. Đúng không? Thế thành ra không thể đưa ra một mức giá được. Miễn là giá nó còn vùng để chúng ta tích sản tốt, ok, thì AZFIN vẫn cứ để đấy. Và quý vị cứ đến mùng 5 đến 10 năm hãy mua đi. Tôi xin nhắc lại, đây là chương trình tích sản cổ phiếu chứ không phải chương trình chết đinh cổ phiếu hay là nhảy vào soi mua cổ phiếu để ngắm cổ phiếu mua cái rồi nhảy ra bán, mua cái rồi bán. Thế thành ra cái việc mua là tuân thủ chuẩn nhất là đúng thời gian chúng ta mua. Và giá AZFIN thấy nó vẫn còn để tích sản được thì AZFIN sẽ không can thiệp vào. Còn khi giá nó quá đà, AZFIN sẽ can thiệp vào đó. Bạn Ngọc hỏi bao lâu sẽ bán ra, ngoài ra mua một mã có được không? Ok, mua một mã được chứ em. Và bao lâu sẽ bán ra đó là khi nào một là đạt mục tiêu của quý vị. Ví dụ quý vị bảo tôi tích sản 200 triệu, đủ 200 triệu quý vị bán. Ok, ao ra. Hai là quý vị muốn tích sản, vẫn cứ tích sản đi thì bao giờ giá cổ phiếu thị trường điên rồ và vượt quá giá trị như bạn anh Dương kia trao đổi thì lúc đó AZFIN sẽ cảnh báo quý vị và các bạn, và quý vị và các bạn nên chốt lời. Anh Nguyễn Cảnh Dũng hỏi mục đích tự do tài chính cho tương lai. Vâng, và xin trao đổi với cả nhà mình ấy, định giá cổ phiếu nó không phải cố định mà nó thay đổi theo thời gian đấy. Ví dụ định giá cổ phiếu hợp lý tháng này đi, nhưng mà 6 tháng sau, 1 năm sau tiến triển kinh doanh nó khác, công ty mở thêm dự án này kia thì nó sẽ khác chứ. Chúng ta không thể cố định được. Cũng giống như định giá cổ phiếu VMU 10 năm trước nó sẽ khác bây giờ rất nhiều chứ. Đúng không ạ? Bởi vì cổ phiếu nếu mà thông thường ra thì nó sẽ tăng giá theo thời gian, tăng giá trị theo thời gian. Bởi sau mỗi năm nó lại thêm được một đống lợi nhuận, nó tích lũy vào tài sản, nó không trả cổ tức thì nó lại tích lũy vào vốn chủ sở hữu, nó lại tăng lên. Lợi nhuận nó lại tăng lên, thế là giá cổ phiếu lại tăng lên. Được chưa? Giá hiện tại thì nó không có nghĩa là giá của 1 năm tới, 2 năm tới, 3 năm tới. Anh Tuấn Anh Nguyễn nói tôi có 2 tài khoản cùng VN Direct, một để tích sản, một để mua bán hàng ngày. Vậy có khi nào chuyển cổ phiếu từ 2 tài khoản vào một được không? Cái này thì anh vui nào hỏi VN Direct nhé.
Phục không biết cái này, Phục chỉ biết chương trình tích sản là tích sản thôi. Còn lúc nào anh out chương trình thì anh sẽ bán ra. Đúng không ạ? Bạn kết kết thì thay vì quy định chỉ mua từ mùng 5 đến 10 năm hàng tháng, mình có thể cho phép nhà đầu tư mua tích sản trong phạm vi tháng để có thể chủ động hơn. Giá tốt, đấy, bạn lại căn ke đến giá rồi. Đúng không ạ? Mục đích của chúng ta là tích sản, còn bạn nếu căn ke giá thì bạn hãy để ngoài chương trình. Và bạn căn ke thoải mái đi, không ai kiểm soát bạn cả. Đúng không ạ? Bạn lúc ý thì bạn trở thành một người bám bảng, một người trader rồi, bạn đâu phải là một nhà đầu tư nữa. Bạn cứ căn ke giá đi, bạn ra ngoài chương trình, bạn sẽ căn ke được giá. Đúng không ạ? Còn kỷ luật của chúng ta là kỷ luật, thì tôi trao đổi lại như vậy. Chúng ta đã kỷ luật thì điều linh động là một điều gì đó rất xa xỉ, mà rõ ràng từ mùng 5 đến 10 năm là rất linh động. Còn quý vị và các bạn căn ke vì mấy triệu tích sản thì quý vị và các bạn, tôi nghĩ là không đáng đâu. Ok, bạn Vĩnh Duy Phạm có hỏi theo phương pháp tích sản có nên mua nhiều khi giảm và mua ít khi tăng không? Thì đấy là vấn đề tùy bạn. Nhưng mà hàng tháng bạn cố gắng tích lũy một cái khoản nhất định, tôi nghĩ nên tốt nhất đều bằng nhau. Đúng không ạ? Khi chúng ta đã mua theo định giá của AZFIN, đã mua dưới giá trị rồi, thì kể cả lúc tăng hay lúc giảm thì nó vẫn dưới giá trị, thì quý vị mua đều nhau thì vẫn sẽ được một cái đường giá thấp hơn giá trị của cổ phiếu, thì lợi suất tương lai kỳ vọng nó sẽ cao hơn so với trung bình. Đúng không ạ? Bạn Tấn Thịnh thì có thể tích sản rồi mua bán vào ngày đặc biệt như AZFIN từng làm không? Xin thưa với bạn, đã tích sản là tích sản thôi, còn không mua bán ngày đặc biệt. Còn mua bán ngày đặc biệt bạn nên để tài khoản bên ngoài. Đúng không ạ? Thì lúc ấy chúng ta hãy tuân thủ kỷ luật đi. Yeah. Bạn thích thì bạn mua tài khoản bên ngoài, bởi vì VN Direct có thể mở cho bạn hai tiểu khoản mà. Đúng không ạ? Đó, bạn thích nào điều đó thì bạn hãy mua bán bên ngoài. Chúng ta đã tích sản thì chúng ta hãy tuân thủ điều đó để cho nó an nhàn đi. Đúng không ạ? Bạn Đặng Xuân Cường có hỏi là cách mở tiểu khoản khi đã có tài khoản VN Direct, thì nếu bạn được add vào group Facebook rồi thì bạn vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc tài khoản. Nhưng tốt nhất thì tôi nghĩ là bạn nên mở một cái tài khoản khác nữa của người thân để làm tích sản cho nó kỷ luật. Còn tài khoản của bạn thì bạn cứ thoải mái đi. Đúng không? Anh Đặng Thảo có hỏi là hỗ trợ thông tin vùng giá mua là anh em cứ múc thôi. Ok đó. Thì đấy là vùng giá mua rồi đấy. Lúc này là vùng giá mua. Nếu AZFIN không cảnh báo thì đó là vùng giá mua. Nếu thành viên bán bớt cổ phiếu kiểu lướt sóng thì hình thức xử lý AZFIN sẽ là gì? Xin thưa với anh này, thì đây là AZFIN, chúng tôi sẽ mời anh chị ra khỏi group này thôi. Đó. Còn tất nhiên là chúng tôi chả có quyền gì xử lý các anh chị, đúng không ạ? Đây là nói vui thôi, nó liên quan đến việc là chúng ta có cam kết, có thực hiện cam kết về chính mình không? Nếu chúng ta không thực hiện cam kết về chính mình thì thôi, thì mời chúng ta ra bên ngoài. Đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta không hợp nhau. Đúng không ạ? Thì chúng tôi nói thẳng luôn, chúng tôi không thu được gì từ quý vị cả. Thậm chí AZFIN chúng tôi còn bỏ ra vài trăm triệu để chúng tôi thực hiện chương trình này. Đúng không? Chúng tôi cũng rất là nhiều tâm huyết muốn xây dựng cùng quý vị một cái cộng đồng đầu tư ý nghĩa và duy nhất tại Việt Nam. Đầu tiên tại Việt Nam. Đúng không? Đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi không muốn quý vị giao dịch nhiều để quý vị mất phí. Đúng không? Chúng tôi muốn quý vị thành công. Chúng tôi muốn quý vị có một phương pháp tuyệt vời để có thể tích sản và tự do tài chính. Ok, bạn Phạm Sờ Trong Cường đúng không ạ? Một chiến lược tích sản cổ phiếu mình có bị ảnh hưởng chung của thị trường 3 năm tới không? Thì khi tích sản thì chúng tôi nêu rất rõ rồi, giá cổ phiếu hợp lý thì chúng ta tích sản thôi. Ok, thì mình trao đổi với bạn nhé. Ví dụ bạn ngó thì mua đỉnh tháng 10/2009 thì tới tháng 6/2016 mới hòa vốn đúng không ạ? Thì bạn mua đỉnh tháng 10/2009 đi. Bạn hãy mua tháng 11, tháng 12, tháng 10, tháng 9, tháng 8, tháng 7, tháng 6, tháng 5, tháng gì đó. Bạn mua đến tháng 6/2016 xem. Thế là bạn mua được cả lúc đỉnh 2009. Bạn mua lại được cả lúc đáy năm 2013. Bạn mua được cả quá trình thấp từ 2009 đến 2016. Thì đến 2016 nó tăng lên, thế là bạn thu lợi nhuận. Thì chúng tôi tính không lầm, nếu mà bạn mua cái giai đoạn này lợi suất bạn được khoảng 8% một năm. Cũng là cao hơn lợi suất gửi ngân hàng. Hai là em cũng xem nhanh hai mã trong 25 mã AZFIN gợi ý. Trong khoảng tháng 10/2009 đến tháng 6/2016 thì FPT chỉ tăng 37,4%. ARI chỉ tăng 37, FPT chỉ tăng khoảng 54%. Đấy là bạn mua một điểm đỉnh đúng không? Còn mình thử hỏi bạn, bạn lại mua cả một quá trình lúc nó sụt xuống bạn cũng mua thêm hàng tháng đúng không?
đúng không? Bạn cứ mua hàng tháng sụt sụt, thế thì bạn còn mua được cả những lúc rất thấp cơ mà. Vậy lợi suất của bạn nó không phải là 34% hay 54% đâu. Bạn thử tính ra giấy mà xem. Bạn mua đỉnh vào tháng 10 2009 thì bạn mua tháng 11, tháng 12 2009 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của 2010 đúng không? Lại mua cả 2 năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Như vậy bạn có 8 năm mua giá cực thấp. Được chưa? Thì đến 2016 khi nó tăng mạnh thì có phải là giá cổ phiếu của bạn sẽ tăng rất cao không? Chứ đây là mua tích sản hàng tháng. Tôi nhắc lại một lần nữa, chứ không phải mua một điểm đỉnh rồi so mới 6, 7 năm sau nó mới về điểm đó. Bạn hiểu điều đó không ạ? Đấy là ý nghĩa của mua tích sản đó. Đó là không sợ bạn mua đúng đỉnh. Kể cả bạn mua đúng đỉnh đi thì hôm sau nó xuống thì đi, thế là bạn lại mua được giá thấp. Nó lại về đáy, bạn lại mua được giá đáy. Nó lại lên thì bạn lại mua được cả quá trình ý. Đó, đây là sự khác biệt của mua tích sản cổ phiếu so với việc bạn mua một lần mà chẳng may đúng đỉnh đấy. Còn bạn đang nói với mình đây, bạn Phạm Strong Cường đang nói với mình đây, đấy là bạn mua tại một điểm chứ không phải bạn mua hàng tháng, được chưa? Bạn thử về tính xem FPT lợi suất bao nhiêu. Tôi tin rằng FPT lợi suất không dưới 15% trong quá trình đó. RE tương tự cũng không dưới 15% một năm trong quá trình đó. Ok, bạn Huỳnh Minh có hỏi là theo quy định của AZFIN nộp tiền và mua trong khoảng không phải 2 ngày đâu bạn nhé, từ ngày mồng 5 đến ngày 15 nhé. Không phải một ngày mồng 2 đâu ạ, mồng 5 đến 15 ạ. Nếu ngày 28 có điểm mua tốt thì bạn biết vì sao, tại sao bạn biết đó là điểm mua tốt? Đó là nó giảm hay nó tăng, nó giảm nhỡ nó giảm nữa sao? Thì như chương trình đã nói rồi, bạn phải mua trong cái thời điểm đó. Và nếu bạn không mua trong thời điểm đó thì không tuân thủ quy định của chương trình rồi. Các bạn rất hay có cái tâm lý là cứ thích mua giá, đòi giá tốt theo ý các bạn cơ. Nhưng liệu nó có phải tốt không? Cái kỷ luật làm đến sức mạnh chứ không phải tốt. Cho dù như cái bạn Phạm Trọng Cường kia có nói, bạn mua đúng đỉnh tháng 10 năm 2009 đi chẳng nữa, 2010, 11, 12, 3 bạn được mua giá bèo bọt luôn. Thế là bạn cứ tích hàng tháng thôi. Lợi nhuận bạn rất tốt. Còn làm sao biết điểm nào là điểm đỉnh, điểm nào không điểm? Nếu bạn chọn kiểu đó thì chính là bạn theo kiểu là chết đinh rồi, đúng không? Nếu mà chúng ta chọn chuẩn điểm mua tốt, thế thì chúng ta đã lợi nhuận cả 1000% rồi. Xin thưa với bạn như vậy. Còn thực tế chúng ta không giỏi như thế đâu ạ. Tôi không làm được điều đó. Đúng rồi, tích sản thì tất nhiên không nên dùng margin. Bạn muốn dùng margin 13% một năm để làm gì? Đúng không? Nếu bạn tích sản mà dùng margin thì đâu còn ý nghĩa của chương trình nữa. Thế thì bạn ra ngoài bạn quẩy thôi, đúng không? Bạn Đức này hỏi còn giữ được nhịp này không? Xin thưa với bạn, đây là chương trình tích sản, đây không phải chương trình chết đinh cổ phiếu của bạn. Thế thành ra các bạn đừng có hỏi tôi một câu là còn giữ được hay không, hay có mua được hay không. Tôi đã giải thích rất kỹ rồi với các bạn rồi đấy. Được chưa? Ok, bạn Kết này hỏi thì chúng tôi cho giá hiện tại của các cổ phiếu chúng tôi đưa ra là đều thấp hơn so với giá trị chúng tôi định giá. Còn thấp hơn bao nhiêu thì chúng tôi không thể đi chi tiết, bởi vì chúng tôi đưa ngày hôm nay thì 3 tháng sau chúng tôi lại phải update. Bởi vì có kết quả kinh doanh mới thì chắc chắn định giá nó sẽ thay đổi. Còn nếu có giá cao quá thì chúng tôi sẽ thông báo với các bạn, được chưa? Còn vùng này là vùng thấp hơn giá trị để chúng ta tích sản. Bạn Hạnh Nguyễn có bảo là có NT2 đang báo lỗ và đang xuống, đúng không? À, NT2 thì nó đang bảo trì nhà máy, nó không hoạt động một thời gian dài. Lỗ là chuyện bình thường, đúng không? Cộng thêm là năm nay là El Nila, Na Lila, thì do đó nước nhiều thì khả năng cao là các công ty nhiệt điện thì sẽ lợi nhuận thấp từ cuối năm nay đến năm 2021, 2022 gì đấy. Thì nó sẽ có lợi nhuận thấp giai đoạn đó. Thì giá cổ phiếu nó có thể điều chỉnh trong giai đoạn đó. Là chuyện hết sức bình thường. Sau đó đến El Nilo thì nó lại tăng mạnh trở lại. Nhưng mà cổ tức của nó trả vẫn rất là tốt, đúng không ạ? Ok, bạn Henry Nguyễn có hỏi, mình có một số câu hỏi, mình có tài khoản VND rồi, cần hỗ trợ chuyển người hỗ trợ sang nhóm tích sản cổ phiếu. Ok, nếu có thì sắp tới là add của chương trình sẽ add bạn vào cái group để có một bạn chuyên viên của VN Direct sẽ phục vụ bạn việc chuyển quản lý tài khoản này. Tiếp theo là bạn có cho rằng bạn có một ít cổ phiếu trùng với 2 năm mã này thì có được tính vào việc tích sản luôn không? Không vấn đề gì cả, bạn cứ để đấy thôi. Và hàng tháng bạn mua theo kỷ luật, đúng không? Và bạn vừa tham gia nhóm tuần trước thì sẽ bắt đầu tích sản từ tháng 11. Ok, tháng 10 bạn có thể mua luôn. Và từ tháng sau, tức là tháng 11, bạn phải mua từ mùng 5 đến 10 năm. Được chưa? Tháng đầu thì chúng ta không tính.
Ok, có cần nộp số tiền cố định mỗi tháng không? Thì cái này không cần cố định. Nhưng mà theo chúng tôi tốt nhất là nên cố định. Còn cái này không yêu cầu bắt buộc phải cố định. Có thể là tháng này 3 triệu, tháng sau 2 triệu, tháng sau 3 triệu, tháng sau 4 triệu. Quanh lưu ý. Nộp vào rồi, ví dụ nộp 2 triệu mà mua cổ phiếu lẻ nên không đủ tròn tiền đó thì sao? Xin thưa mấy bạn, 2 triệu thì thoải mái nhé. Các cái cổ phiếu chúng tôi đưa ra chưa có cổ phiếu nào là trên 200 nghìn cả. Thành ra là 2 triệu chúng ta mua 10 cổ được. Mỗi lần mua bán thì có cần thông báo cho ai không? Thì thực ra là cái chương trình này chúng ta động viên cùng nhau, chúng ta cùng nhau đưa nhau đến với cái tự do tài chính. Nên là cái việc mua bán tốt nhất là chúng ta mua bán và chúng ta post cho mọi người cùng vui vẻ, cùng chia sẻ với chúng ta, để mọi người cùng học hỏi chúng ta và chúng ta lại học hỏi mọi người, đúng không ạ? Và chúng ta tương tác với mọi người thì thực sự cộng đồng nó sẽ rất nhiều ý nghĩa. Và đến nữa, cái việc cộng đồng này quý vị và các bạn có thể hỏi rất nhiều và cái kiến thức rất nhiều từ đây. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn. Có cần công bố mã mình chọn không? Cái này thì tùy quý vị. Thực ra cái chương trình này của chúng ta là một chương trình khá mở. Quý vị không phải lời sợ lộ bí mật đâu, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể công khai, không vấn đề gì. Nếu không công khai thì cũng không sao cả. Bạn Nguyễn Đức Phong, sao mình chưa thấy bên AZFIN liên hệ gửi mã cổ phiếu để tích sản? Mong hỗ trợ. Thì bạn Nguyễn Đức Phong ở trong group này và bạn xem được cái clip trực tiếp này thì chắc chắn là bạn đã nhìn được các cái post của S rồi, đúng không ạ? Thì đấy có 25 cổ phiếu ở đó đấy, bạn đọc lại nhé. Còn bạn chưa được liên hệ đúng không ạ? Thế thì bạn trao đổi với S tích sản cổ phiếu nhé, S của admin của cộng đồng chúng ta. Ok, bạn Phan Đức Hiếu, anh Phan Đức Hiếu, em hiểu team AZFIN phải rất vất vả mới tạo được chương trình này, mong mọi người cho mọi người đủ sức khỏe để hoàn thành sứ mệnh. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Ok ạ. Thì như S Đỗ Đình Nam có trao đổi thì AZFIN chúng tôi không phải là group phím hàng. Chúng tôi muốn đồng hành cùng các bạn để chúng ta cùng tích sản cổ phiếu hướng đến mục tiêu lớn là, đúng không ạ? Thế thành ra là chúng tôi không có chuyện là thường xuyên gửi mã ABC rồi điểm mua điểm bán. Đấy là điều đương nhiên, nó mới là tích sản cổ phiếu chứ. Bạn Đặng Lân có hỏi em có tài khoản VNDirect rồi nhưng muốn mở tài khoản khác ở VNDirect. Được, cái này hoàn toàn ủng hộ các bạn. Mở cho người thân là rất tốt. Khổng Trung, cần AZFIN phân tích giá trị cổ phiếu và dòng tiền để đưa ra. Xin thưa bạn, bạn phân tích dòng tiền thì bạn ra ngoài bạn đầu tư. Đây không phải phân tích dòng tiền. Đây chúng ta là tích sản hàng tháng, chứ chúng ta không phải đánh đấm, đánh ngắn hạn, đánh theo sóng, đánh theo dòng tiền vân vân. Thì chúng tôi không phân tích dòng tiền. Xin thưa bạn như vậy. Đây là cộng đồng tích sản cổ phiếu, không phải là nơi du phí mà. Nếu khi bạn cần tiền ý, bạn bán thì cũng bị xem là vi phạm đấy ạ. Bạn Nguyễn Thành Công ạ. Bởi vì chương trình này thì không yêu cầu quý vị và các bạn phải bỏ hết tiền tiết kiệm vào nhé. Quý vị hãy lưu ý bỏ một phần thôi, một phần nhỏ thôi, để vào chúng ta tích lũy hàng tháng. Và tốt nhất chúng ta không nên động đến đó. Và chúng ta hãy có quỹ dự phòng riêng ở bên ngoài bằng cách gửi ngân hàng, đúng không ạ? Còn nếu mà bạn bất đắc dĩ bạn phải bán thì thôi, thì bạn vi phạm chương trình thì hy vọng lần sau thì bạn có thể tham gia. Đúng rồi, bạn Nguyễn Thành Công có viết lên đây đó là quý vị và các bạn hãy tự tìm hiểu về cổ phiếu quý vị chọn đi. Rồi có gì thắc mắc không hiểu hay cần giải đáp thì quý vị chat lên thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị. Chứ không phải là quý vị nói u con A này ông cho ý kiến, con B ý kiến ý này kia. Thì ý kiến của chúng tôi này chúng tôi đưa vào tích sản rồi đấy. Được chưa ạ? Quý vị khúc mắc thì phải cụ thể, phải rõ ràng điểm A, điểm B, điểm C. Bạn Nắng và Mưa bận việc bây giờ vào xem thì bạn có thể xem lại ạ. Ok ok. Vâng, chào cả nhà. Vậy cả nhà mình còn có câu hỏi nào nữa không ạ? Để phục hỗ trợ ạ. Chúng ta cũng đồng hành cùng với nhau hơn một tiếng rồi. Thì thôi thì tới đây. Thì tôi xin phép dừng chương trình giải đáp ở đây. Thì chúc quý vị và các bạn có thể đầu tư hiệu quả, tích sản thành công để chúng ta tạo dựng một phương pháp đầu tư và tạo dựng một nguồn thu nhập cao, bền vững, an nhàn. Và mục tiêu của chúng ta cố gắng đạt được là tự do tài chính, triệu phú đô la. Thì chúc quý vị và các bạn thành công. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong một chương trình live stream tiếp theo khoảng độ một tháng nữa, đúng không ạ? Xin chào quý vị ạ.